chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết sáng ngày 8 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, sự tăng cường của khối không khí lạnh từ phía Bắc đã khiến cho nền nhiệt tại các tỉnh Bắc Bộ giảm nhanh, trời chuyển rét. Nhiệt độ sáng sớm nay dao động trong khoảng từ 13 cho đến 16 độ ở các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng. Riêng khu vực vùng núi nhiều nơi dưới 13 độ nên có cảm giác rét hơn. Tuy nhiên, khác với những đợt rét trước đó, lần này vào ban ngày thì trời không có nắng hanh nên chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm chỉ vào khoảng vài 3 độ. Nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều nay ở hầu hết các nơi đều không vượt quá là 18 độ ở phía Đông Bắc Bộ. Không khí lạnh còn vượt qua dãy Hoàng Liên Sơn khiến cho nhiệt độ tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu cũng giảm nhanh xuống dưới ngưỡng 20 độ, trời rét cả ngày lẫn đêm. Dự báo một đợt rét đậm mới sẽ xuất hiện tại các tỉnh miền Bắc, vì vậy người dân cần có kế hoạch chống rét cho cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là với những loại cung cấp cho đợt Tết Nguyên đán đang đến gần, để tránh những thiệt hại đáng tiếc do thiên tai mang lại. Trong khi không khí lạnh gây giảm nhiệt độ mạnh mẽ ở các tỉnh Bắc Bộ, thì ở khu vực Trung Bộ, trời cũng chuyển nhiều mây, toàn bộ các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, bao gồm các tỉnh từ Thanh Hóa kéo dài cho đến tận Quảng Nam và Quảng Ngãi trời có mưa, trong đó có nơi mưa vừa và dông. Đợt mưa này chưa có khả năng kết thúc trong 1-2 ngày tới, mà còn có thể kéo dài cho đến cuối tuần. Trong khi đó, thì nền nhiệt vẫn trên đà giảm xuống nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, nền nhiệt ở trong ngưỡng trời rét. Trong đó, các tỉnh ở phía Bắc như là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có khả năng xảy ra rét đậm với biên độ nhiệt giữa ngày và đêm thấp, dao động từ 14 cho đến 16 độ. Riêng khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Nam và Quảng Ngãi do nằm ở phía nam của đèo Hải Vân nên nhiệt độ cao hơn các tỉnh Bắc Trung Bộ, trời se lạnh và ẩm ướt. Cùng trên dải đất miền Trung nhưng các tỉnh từ Bình Định, Phú Yên trở vào cho đến Ninh Thuận và Bình Thuận do ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời chuyển nhiều mây hơn và nhiệt độ giảm nhẹ nhưng vẫn giữ ở mức từ 27 cho đến 30 độ vào thời điểm giữa trưa. Do nằm xa về phía nam nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hầu như không chịu tác động đáng kể của khối không khí lạnh. Toàn khu vực trời phổ biến là không mưa. Ở Tây Nguyên ban ngày đôi lúc có nắng nhẹ, còn ở các tỉnh Nam Bộ thì nắng kéo dài từ sáng cho đến chiều. Nhiệt độ ban ngày ít biến động và cao nhất phổ biến trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ ở Tây Nguyên và từ 29 cho đến 32 độ đối với các tỉnh Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét biển động. Tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, từ chiều nay có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động mạnh. Ngoài ra, thì vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Thưa quý vị, như vậy là tại các tỉnh Bắc Bộ, nhiệt độ giảm dần, trời rét, sau chuyển rét đậm, các tỉnh miền Trung có mưa trải dài từ Thanh Hóa đến Bình Định và Phú Yên, trong khi khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hầu hết là không mưa và ngày nắng. Đến đây thì bản tin thời tiết sáng ngày 8 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả. Thank you.